Vâng, gần Tết rồi các bác ạ, gần Tết rồi. Mà ngày này thì bây giờ lấy mới là ngày hot này. Đấy, công đi học đại học ra, nói thật với bác là kiếm làm sao đầu tháng 5-700 triệu được. Thì em chả học hành gì, em kiếm tháng khoảng tầm 5-70 đây. Đấy, ngày này mới là bây giờ là ngày hot nhé các bác nhé. Đấy, nói thật với các bác là ngày hôm nay thì gần Tết rồi, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng muốn làm sao mà lên sóng là nó phải hiệu quả, mà lên sóng là nó phải thật, lên sóng để cho các bác phải mua được xe, chứ không phải là lên sóng để chơi, câu view, nói thật. Lên sóng để cho các bác có thể đến trực tiếp cả bên em để tham quan, trải nghiệm, chạy thử, chứ không phải lên sóng để câu view bà con ạ. Nên là những cái gì thật thì là Tuấn Anh sẽ nói, và những cái gì mà nó thực tế nhất thì Tuấn Anh sẽ nói cho các bạn trên cái video này. Và lời đầu tiên thì cho Tuấn Anh có hỏi phòng xin kính chúc tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình một thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bà con nhé. Và ngày hôm nay cái chủ đề chính của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng là sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái mẫu xe mà chỉ từ vài chục triệu đồng hoặc là hơn 100 triệu nhô một tí thôi. Hơn 100 triệu nhô một tí thôi là để phục vụ cho bà con, cô bác chị em nhà mình là cái tầm tiền ít, chứ không phải là những cái dòng xe 5-700 triệu hay 3-400 triệu nhé. Và giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của ngày hôm nay luôn. Đầu tiên đây thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Kia Morning. Con này thì nó là bản Sport sản xuất năm 2011. Với cái bản Sport này thì anh em nhìn thấy cái form của nó đã thấy là ổn định rồi. Form của nó rất là đẹp, một trong những cái form đình đám một thời từ năm 2010, 11, 12. Và bản Sport này thì nó sẽ được trang bị hệ thống túi khí, vô lăng 4 chấu, cộng với lại hệ thống điều hòa tự động, và con này hệ thống điều thoại. Đấy, có củ số rất là đẹp, vô lăng tích hợp, có cả túi khí, có cả gương kính chỉnh điện ABS đầy đủ và con nhé. Trần của nó thì rất là đẹp cho mọi người. Thực ra thì với cái form giá như thế này, một chiếc xe ở phân khúc hạng A đô thị như thế này thì chắc chắn rằng sẽ là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em nhà mình đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bát Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ở đây anh đây à? Hải Phòng bà con nhé. Đấy. Và với giá có 125 triệu thôi. 125 triệu thôi thì đời 2012, số sàn rất là đẹp cho anh em, được không ạ? 7 chỗ anh em cũng có thể sử dụng sang mẫu xe này, mà giá có 100 triệu thôi, anh em tội gì phải đi Innova Z làm gì. Trong khi đó Innova Z là một bản xe taxi ra mà giá của nó phải 130-140. Trong khi đó chiếc xe này là một chiếc xe 7 chỗ, xe gia đình sử dụng, bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ, biển 88, đăng kiểm tháng 5 năm 2024, mà giá của nó thì lại chỉ có đâu ạ, 100 triệu đồng tròn thôi. 100 triệu đồng tròn thôi bà con đã sở hữu được một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Con này thì nó rất là đẹp, có cả tối khí, có cả ABS, có cả gương kính chỉnh điện, và đặc biệt là xe của nó là không khoan đục, không taxi, không dịch vụ bà con nhé. Máy số thì miễn bàn luôn, đó, chân nỉ nguyên bản đầy đủ hết, form dáng đẹp. Để đây thì nó hơi bẩn chút thôi, nhưng mà đấy, em đang nói là 100 triệu, anh em tội gì phải đi Innova Z taxi ra làm gì. Nhưng mà Innova Z thì nó rộng hơn, đấy, nhưng dòng này thì nó cũng khá là ổn định cho bà con nhé. Đấy. Ok, tiếp tục thì anh em muốn xe số tự động, nhà em cũng có xe số tự động cho anh em mà ở cái tầm tiền hơn 100 triệu như con xe này chẳng hạn. Đó là một chiếc xe Kia Morning. Con này thì sản xuất năm 2005, đăng ký 2007, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Bà con nhé, cái này là màu xanh, mà giá của nó thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán loanh quanh đâu đó khoảng 110 triệu thôi. 110 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn, số tự động. Máy của nó là 1.0, một chiếc xe rất là đẹp cho anh em. Con này thì vừa mới cập bến cửa hàng bên em xong. Nội thất của nó thì anh em nhìn từ hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế thứ hai, chiếc xe thì còn quá là đẹp và quá chất lượng cho quý khách hàng. Nội thất của nó rất là ổn định nhá, trần của nó trần da rồi, rất là đẹp cho anh em này. Rất là ổn định cho anh em. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá chỉ có loanh quanh đâu đó 110 triệu thôi. Đâu đó 110 triệu thôi mà có ngay một chiếc Morning nhập khẩu số tự động đời 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu 2007, số tự động. Để đi thì quá là ok, la răng đúc, 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ bà con nhá. Form dáng đẹp chuẩn chỉnh 100%, không lỗi bà con ạ. Rất ok cho anh em. Ở đây thì em đang có thêm cho anh em một chiếc xe gì đây ạ? Con này nó Spark bà con đây. Đấy, với cái tầm tiền mà cũng chỉ có vài chục thôi, vài chục triệu đồng thôi, thì quý khách hàng cũng có thể sở hữu ngay chiếc Spark này. Con này thì sản xuất năm 2010, máy 0.8, tiết kiệm nhiên liệu, và giá của nó chỉ có 76 triệu thôi. 76 triệu thôi thì quý khách hàng và quý bà con đang có nhu cầu quan tâm một chiếc xe 5 chỗ ngồi đi tránh mưa tránh nắng, đi Tết, đây là đưa đón con, chở con đi học, thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho quý khách hàng vào mua. Nội thất của nó là ghế nỉ nguyên bản theo xe, có đầu đài màn hình, điều hòa mát, đăng kiểm mới cho anh em.
Đấy, form dáng thì rất là đẹp, gọn nhẹ, xăng ăn như người. Tầm giá xăng con này thì nó chỉ ăn đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 lít trên 100 km thôi bà con nhé. Một chiếc xe rất là ổn định và đẹp cho quý khách hàng và quý bà con. Rất đẹp luôn. Innova như con này thì bán tầm 195 triệu đời 2008 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Với những dòng xe này thì nó đắt tiền lắm. Đặt dòng xe này thì nó tầm hơn 400 gần 500 cơ. Ôi giời, con này mới về anh ơi. Con này thì hiện tại làm Spark 209. Đó, con này 209. À, tư. Giá. Lỗ. Lỗ giá. 6-8 triệu mới về. Mới về cho anh em một chiếc Spark 2009 số sàn 68 triệu bà con nhé. Máy lổ quay kêu 4 bánh quay đều điều hòa mát, xăng ăn như người. Có màn hình Android, máy lổ rất là êm cho anh em nhé. Máy lổ rất là êm, nội thất lỉ, trần lỉ nguyên bản. Đấy. Em giật cái khoang máy lên để cho anh em xem. Giật cái khoang máy lên. Em sẽ mở khoang máy cho anh em xem luôn. Đấy bà con nhé. Quay chi tiết luôn, thật luôn chứ không phải là suy nghĩ gì nhiều. Đây, con này có 6, về nói 6 mấy nhỉ? 60 mấy triệu đấy. Em nói rồi, em quên mất rồi, xe mới về. 66, 68 gì đấy. Đấy. Với giá có tầm đấy thôi, 209 nhá. Máy móc thì cực chất luôn cho anh em này. Đấy. Con này em sẽ ship cho anh em kể cả là Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang. Ok luôn, ship nha. Anh em nhìn thấy đèn đóm này, quá là ổn định luôn. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Bà con yêu chưa? Bà con đã yêu rồi thì bà con cứ alo cho Thanh Ô Tô Hải Phòng đi. Với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng hơn 60 một chút thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Hơn 60 triệu bà con nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Hoặc là anh em thích một cái dòng xe nữa này, số tự động này. Con này thì đâu có 179 triệu nhưng mà nó hơi cao so với tầm 100. CDX 2.9 179 triệu bà con nhé. Đấy, bỏ qua dòng này đi. Rồi, nếu anh em thích sử dụng i10 mà tầm tiền của nó chỉ có loanh quanh nhô 100 triệu thôi. Nếu như i10 215 216 thì 215 216 i10 thì nó rơi vào tầm đâu đó khoảng tầm là xem nào. i10 215 216 thì bây giờ rơi vào tầm 160 170 hay 180 gì đấy. Nhưng mà với con i10 23 này anh em mua chỉ có 135 triệu thôi. Mà anh em nhìn thấy nội thất của nó này, anh em nhìn thấy nội thất của nó này thì nó quá là ưng. Đời 23 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, có màn hình Android, có khóa khiển, màn hình cam lùi. Rất là đẹp cho anh em. Mà giá của nó chỉ có 135 triệu thôi. Bà con không mua xe này thì mua xe nào? Em khẳng định luôn, bà con không mua xe này thì mua xe nào? Có 130 triệu, 35 triệu thôi là bà con đã sở hữu được một chiếc xe i10 2013 số sàn bản đủ, xe nhập khẩu luôn, la đăng đúc 4 bánh luôn, ok chưa? Rồi ạ, chúng ta lại đi tiếm xem những xe nào đẹp này. Nhà em thì có rất nhiều xe và nói chung là ở cái tầm tiền nó cũng khá là hợp lý cho bà con, cô bác chị em nhà mình. Nếu bà con có bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng nhé. Địa chỉ nhà em thì nằm ngay thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Rất là hợp lý cho anh em để anh em có thể đến xem xe. Con này Spark này, giống như bao nhiêu Spark khác, con này 70 thôi. Đời 2010 nhá, 2010. Hay là chiếc xe này này là một chiếc xe đến từ Đài Loan, Trung Quốc này. Con này thì sản xuất năm 2011, bản 1.0, số sàn, biển Hải Phòng, màu đỏ, giá để cho anh em 70 một chiếc BID nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, Trung Quốc, 70 bà con nhá. Đấy. Hay là một chiếc Moling, Moling thì rất là lành, rất là bền. Con này đời 2012, bản tiêu chuẩn. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ em đang cầm tay đâu rồi. Về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Và quý khách hàng cũng như quý bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em. Giá 101 thôi. 101. Đấy, anh em nào thích màu đỏ mà chỉ có mấy chục thì con này đang về, lại về tiếp cho anh em một siêu phẩm. Con này thì tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, chủ đủ nhá. Con này đăng kiểm mới và để cho anh em loanh quanh đâu đó 76 triệu thôi. Đấy, bốc như là ấy luôn. Đấy, xe nó gì rất là đẹp luôn, còi to luôn. Đấy, giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 76 triệu. Bao ship tận nơi đến nhà cho anh em luôn, kể cả Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu. Đấy, kể cả đường đồi, đường đèo Điện Biên này em cũng đã chơi hết cho anh em nhé. Trông thế thôi nhưng mà leo dốc cực kỳ khỏe luôn. Đấy, giá để cho anh em có 76 triệu thôi, bà con quan tâm. Rồi ạ, ok, tiếp tục Moling vàng đây. Con này đang cắt lỗ cho anh em này, cắt lỗ cho anh em với giá 165 triệu. Đời 2016 số sàn, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng. Không có đâm đụng tai nạn, không có nước. Xe rất là zin cho anh em, keo chỉ máy số zin. Nội thất thì rất là đẹp cho mọi người. Nội thất thì cực kỳ đẹp nhá. Có đầy đủ đầu đài màn hình Android, máy lổ quay kêu 4 bánh quay đều điều hòa mát luôn cho bà con nhá. Xăng thì ăn như người, con này xăng ăn như người luôn. Đề cái ăn ngay, có đầu đài màn hình đầy đủ cho anh em này. Với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm bao nhiêu ạ? 165 triệu thôi bà con nhá. 165 triệu là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Tiếp tục màu vàng nữa cho anh em nhá. Con này thì để cho anh em có 150 mấy triệu thôi, 155 triệu thôi
một chiếc Morning số tự động đời 2008, một chiếc xe SNX nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhá. Một chiếc xe rất là ổn định cho tất cả mọi người, quý khách hàng và quý bà con nhé. Nội thất rất là đẹp luôn, có đầy đủ đầu đài màn hình Android và đặc biệt đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc xe rất là ổn định cho quý khách hàng và quý bà con. Nếu như anh em nào mà thích cái dòng xe đời cao một chút, tiết kiệm một chút như là phân khúc A như là Morning Spark thì anh em có thể đi chiếc xe này. Với giá 119 triệu đồng thôi mà anh em có được một chiếc siêu phẩm, đó là một chiếc xe Spark 2013 máy 1.25. Con này thì biển Hải Dương, bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Một cái giá chỉ có 119 triệu đồng thôi mà anh em nhìn thấy cái bộ nội thất của nó thì anh em mê ly luôn. Xe thì anh em không có lỗi gì, không có lỗi lầm gì cả. Xe rất là đẹp, nội thất thì mê ly và để cho anh em với cái giá độc có 119 triệu đồng thôi thì tội gì anh em phải đi những cái dòng xe khác, xe máy, xe SH làm gì. Giá rất là đẹp, 119 triệu, 5 chỗ ngồi luôn. 5 chỗ ngồi luôn bà con nhá. Rồi tiếp tục thì Tuấn Anh lại đi kiếm những cái dòng i10 này thì thực sự các bác nó chỉ 160-170 thôi. Tiếp tục kiếm cho anh em những cái dòng xe đẹp này. Nếu như anh em mà thích cái dòng xe hơn 100 triệu mà có sedan hai đầu nhập khẩu cũng có luôn nhá bà con nhá. Đấy. Con này nó là một chiếc Hyundai Venna, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, máy 1.4, số sàn, một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một chiếc xe rất là đẹp. Thực ra dòng Venna này là một cái dòng xe rất là thịnh hành, nó rất là lành, rất là bền và đặc biệt là rất là tiết kiệm cho anh em với khối động cơ 1.4. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm đâu đó khoảng 6 lít trên 100km thôi. 6 lít là anh em đã có được một chiếc Hyundai Venna nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số sàn mới 1.4. Một chiếc xe rất là rộng rãi cho anh em luôn, rất rộng rãi cho anh em luôn. Đây, ở đây em có hai siêu phẩm để cho anh em. Con này là một chiếc Ford Laser, một chiếc xe mà trước đây mua là phải tính bằng ngàn đô, vài chục ngàn đô chứ không phải là ít. Mà bây giờ thì chỉ tính bằng khoảng tầm đâu đó gần 2 cây vàng thôi, 1.5 cây vàng là các bạn đã mua được rồi. Đấy, con này là một chiếc Ford Laser sản xuất năm 2002, số sàn bản 1.6 là cái bản lành nhất của dòng xe này. Và anh em nhìn thấy con xe này từ cái phần nội thất của nó, từ cái phần nội thất của nó cho đến tất cả mọi thứ của nó còn rất là đẹp cho anh em. Nổ ngay nữa, ăn luôn nhé. Để rất lâu ngày rồi nhưng nổ ngay và máy của nó rất là đẹp. Tất cả hệ thống táp lô này anh em nhìn thấy đây, từ năm 2002 mà anh em nhìn thấy cái táp ly của nó còn lỉ nguyên bản này, nhựa nhiếc của nó này anh em thấy đây, rất là đẹp. Có đầu đài màn hình đầy đủ nhé, tất cả bốn kính hay là trần của nó trần lỉ nguyên bản, nội thất là ghế da. Mà giá của nó để cho anh em 95 triệu, em sẽ đăng kiểm mới cho anh em để anh em đi Tết luôn, đăng kiểm mới để cho anh em đi Tết luôn bà con ạ. Rất đẹp và rất xịn sò luôn cho quý hàng và quý bà con, với cái tầm giá rất hợp lý luôn. Rồi tiếp tục đây là một chiếc Ford Laser nữa, con này bản 1.8 cũng giá 95 triệu thôi. Con này là bản 1.8 bà con nhé. Và nếu như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0975255863. Rồi tiếp tục, nếu như anh em thích số tự động, nhà em cũng có số tự động tầm tiền như vậy. Đây, nếu như anh em nào mà bác nào tầm trung tuổi thì chắc chắn sẽ biết cái dòng Ford này. Đây là một chiếc Ford Manio sản xuất năm 2005. Con này là Ford mới này, Ford mới đèn hai vạch này, Ford mới đèn hai vạch này. Đấy, hộp số tự động, trang bị động cơ V6 2.5, có cửa sổ trời, có ghế điện đầy đủ hết theo xe. Và ở cái tầm giá như con xe này, hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá chỉ có 110 triệu thôi và có bao rút hồ sơ cho anh em nhé. 110 triệu ông nào hãng để màn hình, hãng để màn hình như này cứ bảo sao xe đến khách thì toàn hết điện thôi bà con ạ. Đấy bà con nhé. Đấy bà con của bác chị em nhớ. Đấy. Không phải bình yếu đâu nhưng mà nó rất là đẹp cho anh em đấy. Con này chỉ có 110 triệu để cho anh em một cái giá quá là hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Đấy. Hoặc là anh em có thể sở hữu sang một chiếc xe này. Con này nó là Daewoo Gencha. Gencha thì nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc bà con nhé. Con này thì số sàn máy của nó là 1.2, con này là nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc bà con nhé. Với cái tầm giá như con xe này hiện tại video đang chào bán với giá chỉ có loanh quanh đâu đó 130 triệu thôi, 130 triệu thôi. Đấy. Alo. Dạ vâng ạ. Có màu đen ở trong kia. Dạ. Vios. Dạ. À con đấy không còn anh ạ. 54403 là con gì nhỉ? Vios á. À con này vừa bán xong rồi, vừa mới nhận cọc xong anh ạ. Dạ vâng. Sedan, sedan. Vâng.
Ok. Tiếp tục thì em lại về cho anh em một chiếc Vios này. Vios bản Nimo này thì anh em còn mấy con nữa cơ? Còn 3 4 con nữa, và đồng với giá 209 này là 10 rơi vào tầm loanh quanh đâu đó khoảng 150 triệu đến 155 triệu các con nhá. Đấy, một chiếc Vios Limo rất là lành, rất là bền như này. Mà giá của nó thì rất là hợp lý cho anh em này. Đấy, cực kỳ ổn định, ok cho anh em nhá. Với giá chỉ có 155 triệu thôi đúng không? 155 triệu thôi. Bãi xe nhà em thì có rất nhiều xe đẹp, nhưng mà ngày hôm nay thì Tuấn Anh cũng không dám là đưa lên cho anh em những chiếc xe là 300-400 triệu. Xe nào thì cũng đi được hết bà con ạ, không phải suy nghĩ gì nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình. Sẽ Tuấn Anh sẽ dừng lại cái video tại đây. Và nếu như bà con có bác chị em nào có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em ạ.